Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Hà Nội Review. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên mỗi dịp tháng 6 khi những tia nắng mùa hạ bắt đầu trải dài trên khắp các tuyến phố của Hà Nội, cũng là lúc mà những bông hoa sen bắt đầu nở rộ, tỏa ngát hương thơm và mang lại xúc cảm riêng trong mỗi người. Chẳng biết từ bao giờ thì mùa sen luôn được mệnh danh là một trong những mùa hoa đẹp và nên thơ bậc nhất của Hà Nội. Để từ đó thì đi vào thơ ca, làm nên một chất riêng cho thủ đô ngàn năm văn hiến. Và để không bỏ lỡ mùa hoa duy nhất trong năm, vào dịp này thì nhiều chị em Hà Thành lại súng xính váy áo, háo hức rủ nhau đến những đầm sen để thưởng lãm vẻ đẹp của hoa. Và đương nhiên rồi, chụp ảnh lưu giữ cho mình những tấm hình với quốc hoa là điều không thể thiếu, phải không quý vị? Địa điểm có thể ngắm và chụp ảnh với sen tại Hà Nội thì không phải là hiếm. Thế nhưng trong số phát sóng lần này, Hà Review sẽ mời quý vị khán giả cùng khám phá một không gian vô cùng độc đáo. Đó không chỉ là nơi luôn được các chị em phái đẹp lựa chọn check-in mỗi mùa sen, mà còn là nơi quy tụ hàng trăm giống sen quý hiếm của nhiều quốc gia trên thế giới. Quý vị có tò mò về nơi đó không? Hãy cùng Hà Review khám phá ngay bây giờ nhé! Thưa quý vị, thật bất ngờ khi ngay tại Hà Nội lại có một trung tâm trồng, nghiên cứu, bảo tồn hàng trăm loài sen quý hiếm khắp cả nước và nước ngoài. Từ sen hồng, sen vàng đến sen trắng, với các giống sen của Hội An, Đồng Tháp, An Giang, cho đến các loại sen vua đến từ Nam Mỹ xa xôi. Và địa điểm mà Hà Review đang có mặt chính là trung tâm thực nghiệm, nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây sen thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về các giống sen đang có mặt tại trung tâm, ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ với anh Tiến Hiệp là quản lý của trung tâm nhé. Ngày hôm nay đến đây thì em cũng rất là ấn tượng bởi vì là đầm sen đang nở rất là đẹp. Vậy thì ở đây sẽ quy tụ bao nhiêu giống sen tất cả anh? Hiện tại thì với trung tâm mình, hiện tại bây giờ trong trung tâm mình đang nghiên cứu bảo tồn hơn 200 loài, nó chính xác khoảng 212 loài sen các loại trong nước cũng như quốc tế. Và cái nguồn giống sen thì ở đây nó đa dạng phong phú, ngoài sen thì có dòng sen sống khác. Dạ vâng. Vậy thì để mà mình có thể sưu tập được những cái giống sen này thì nó có khó không ạ? Thực ra là đối với sưu tập với giống trong nước thì nó không khó khăn, nhưng mà đối với sưu tập các cái giống sen nước ngoài thì nó gặp nhiều khó khăn vì nó liên quan đến địa lý địa khu vực và liên quan đến thời tiết cũng như là cái thổ nhưỡng của các vùng khác nhau để đưa quy tụ về đây. Và thứ hai nó cũng liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu về các loài thực vật dưới nước của các nước. Cho nên là với hiện tại bây giờ thì mình đang nhập một số giống cơ bản. Thứ nhất là của Trung Quốc, sau đó là của Australia và Porton Mỹ và của Ấn Độ. Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà để so sánh tổng quan giữa sen của các nước ấy, thì nó có gì giống và khác nhau ạ? Thực ra giống sen nói chung thì nó phát triển ở trên thế giới thì nó tương đồng về cái tính năng cũng như là tương đồng về cái cách chăm sóc cũng như là sức phát triển. Vì nó bản thân nó là cây giống dưới nước và sống ở cái điều kiện có thể khắc nghiệt cũng được. Nhưng mà cái sự khác nhau của nó thì nó là về cái bộ cánh cũng như là về các cái hương thơm và màu sắc đấy, và của từng loài. Còn bây giờ thì các dòng sen lai tạo thì nó cũng đa dạng hơn nhiều. Như anh chia sẻ thì sen của mình đến từ rất là nhiều nơi trên thế giới như vậy. Vậy thì khi mà về với Việt Nam mình thì anh đã làm như thế nào để nó đảm bảo phù hợp ạ? Thứ nhất là đối với dòng sen mà nhập từ nước ngoài, mình nhập nội về thì cái thời tiết, những khí hậu, vùng miền thổ nhưỡng nó khác biệt nhau. Cho nên quá trình phân hóa về mầm hoa cũng phân hóa về sự tốc độ phát triển của cái dòng sen đấy thì bọn mình phải nghiên cứu và lập lên một quy trình theo dõi liên tục trong suốt quá trình phát triển. Tối thiểu là thời gian theo dõi đối với một cây giống mới từ 2 năm trở ra. Thì trong quá trình phát triển đấy thì mình sẽ sử dụng các cái biện pháp mà có thể kích hoạt gen hoặc là đột phá về trong quá trình gen của cây sen đấy để làm sao đấy nó phù hợp với cái thổ nhưỡng như cái tạp các cái chất dinh dưỡng mà nó chỉ có ở khu vực Việt Nam chúng ta, mà nó không còn phải bổ sung những cái chất mà ở nước ngoài người đó, mà trong cái thổ nhưỡng và đất đai ở cái mực nước ở Việt Nam mình nó không có, thì mình bổ sung cái vấn đề dựa trên cái vấn đề khoa học sinh học cũng như khoa học về hóa học để chúng ta tạo lên một cái chất dinh dưỡng phù hợp và phát triển. Mà trong quá trình phát triển của cái hoa đấy thì mình phải theo dõi và nó có sự ổn định đấy. Mà để đạt được chấp nhận một giống được thuần hóa tại Việt Nam thì cái giống sen đấy phải được thuần hóa ít nhất là sau 5 năm mới được công nhận.
Ồ, sau những chia sẻ của anh Hiệp thì mới biết rằng là có nhiều giống sen tới như vậy thưa quý vị. Và hầu hết các giống sen đang có mặt ở đây thì đều là những giống sen quý. Harry Review đánh giá đây là một điểm đặc biệt của không gian này so với những hồ sen khác ở thủ đô. Khi mà đến đây thì ngoài không gian chụp ảnh rộng rãi hơn hẳn thì quý vị còn được khám phá và tìm hiểu về rất nhiều những loại sen quý hiếm khác nhau đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Và mỗi một loại sen thì lại mang đến một vẻ đẹp riêng biệt. Tuy nhiên thì có một điểm chung không thể phủ nhận, đó là dù là giống nào đi chăng nữa thì những bông hoa sen vẫn sẽ luôn mang đến một vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết, làm say đắm lòng người. Và Thanh Huyền tin rằng là không chỉ Thanh Huyền đâu mà với nhiều quý vị khán giả cũng khá bất ngờ khi mà biết đến trung tâm. Ngay bây giờ với sự tiếp tục đồng hành của anh Hiệp, mời quý vị hãy cùng Thanh Huyền khám phá xem là các giống sen ở trên thế giới thì có gì giống và khác với Việt Nam ạ. Kia là như dòng sen này là dòng sen bỉ ngạn. Sen trắng bỉ ngạn, dòng sen cánh đơn. Trước mặt mình đây là một bình hoa sen trắng bỉ ngạn. Dòng này được lai thuần tại Việt Nam rồi. Bộ cánh nó rất là khác biệt so với dòng cánh đơn mỏng, nhưng mà nó bộ cánh nó thanh toát. Nó bay như cái bông sen đang múa. Dạ vâng. Đấy. Ở phía xa xa bên kia đây, cái dòng sen dòng bỉ ngạn nhưng nó là màu sen màu vàng. Đấy, trên vị trí đầm hoặc là màu trắng, cái màu trắng kia thì nó là trước mặt mình đây. Nó là sen bỉ ngạn. Nó cũng là cùng giống bỉ ngạn này luôn đúng không? Nó là cùng loài tên nhưng khác loài. Đấy, sen nó khác loài nhau. Còn hiện tại đây là cái đầm này là đầm lai tạo giống nữa. Thế nên là trên mặt hồ nó rất nhiều loài hoa. Đấy, khoảng 4-5 loài hoa trên cái mặt đầm này của chúng ta. Anh ơi, ở đây thì nhiều nhất đang là giống hoa nào? Trong không gian này hiện tại nhiều nhất là cái dòng sen này là nhiều nhất, và bên cạnh đấy là bảo tồn cái dòng sen cổ của mình là sen hồng, cái chiều hồng hồ Tây. Ngoài ra thì các khuôn viên khác thì cũng để tạo cái không gian khác, cái môi trường để mà xây dựng cái loài sen khác nhau trên cùng một diện tích. Với hoa bỉ ngạn này thì anh đã nghiên cứu và phát triển nó lâu chưa ạ? Dòng hoa bỉ ngạn này thì anh em thu nhập về Việt Nam cũng như là nghiên cứu và trồng tại Việt Nam đến bây giờ là được 6 năm rồi. Thời gian nó phát triển rất là đồng đều và năng suất hoa rất là cao. Đấy, và tạo được cái môi trường điểm nhấn về du lịch cho hoa sen rất là đẹp. Nếu như mà so sánh giữa các giống hoa với nhau ấy, thì anh thấy là giống hoa này nó có cái điểm nổi trội hơn là gì ạ? Đối với dòng sen này, nếu mà kết hợp để làm du lịch cũng như là để làm hoa tươi, thứ nhất là bông hoa nó sẽ cao trên lá, khi mọi người đến gần và ngắm nó sẽ không bị giấu hoa. Thứ hai là thời cắm hoa thì nó sẽ cắm bình, nó sẽ lở rất đều và đạt 100% độ lở, và bộ căng của cánh mà nó có mùi hương thơm dịu nhẹ, không lồng, và cái thời gian nó kéo dài. Bình thường hoa bản địa hoặc là sen hồ Tây nó chỉ được khoảng 45 ngày, 50 ngày thôi, nhưng dòng sen này nó được khoảng 2 tháng, 60 ngày. Thời gian nó kéo dài hơn. Rồi đây là cái giống sen nghìn cánh Trung Sơn này. Đẹp quá nhỉ? Quá đẹp. Cái tên là mang tính biểu tượng thôi hay là nó có đúng khoảng 1.000 cánh thực sự? Nó có số lượng như vậy, và cái tên đấy được gắn, người lai tạo ra sẽ gắn tên của nó. Như là khi là người ta làm thành cái bông hoa, thành một tác phẩm, một cái sản phẩm đấy thì sẽ gắn tên như mình. Như trước mình bề mặt đến đây là dòng sen trắng củ chi, một trong những dòng sen là có cái hương thơm tương đối là tốt, lấy cái hạt để mình ăn rất là hiệu quả và thơm. Thưa quý vị, bên cạnh vẻ đẹp nổi bật của hoa sen thì tất cả các bộ phận của cây sen thì đều được tận dụng, từ hạt sen này, tâm sen, lá sen cho đến ngó sen, thậm chí là phần cuống sen này thì cũng sẽ được sử dụng cái phần tơ ở bên trong để làm lụa tơ sen nữa. Vậy thì với trung tâm của mình, với việc là có rất là nhiều những cái giống hoa như vậy thì mình đã tận dụng các bộ phận của sen như thế nào anh? Nhất, hôm nay thì giới thiệu các bạn thấy là chúng ta giới thiệu là sử dụng bông hoa sen này để làm trà. Mà làm trà sen thì nó là cái cổ truyền của Việt Nam. Và từ ngày xưa đến giờ thì với cách làm bây giờ thì cũng thể chúng ta bắt đầu làm thử một chút để biết cách nhận thức và cái cách mà người Việt làm trà sen như thế nào. Đầu tiên này, bông hoa sen chúng ta là phải hái, các bạn nhìn thấy là nó đạt độ vừa hé lụ này thì nó mới đủ độ hương. Còn sau đó thì chúng ta sẽ thêm một bên trong này nó khoảng 16 gram đến 18 gram trà. Mà phải lưu ý là cái giống trà, sản phẩm trà này nó phải là trà mộc. Trà không được ướp hương, nó phải tự nhiên 100% thì nó mới có thể ôm hương được cái xương sen vào trà này. Sau đó ta sẽ vạnh cái miệng này ra. Chúng ta có thể đưa trà vào bên trong cái gạo sen, đây là gọi là nhị sen. Đấy, thì ta sẽ úp vào đây. Đấy. Và ta sẽ sử dụng cái lá sen. Cái lá sen này là cũng là lá sen từ đó, thì chúng ta sẽ bọc lại
bọc kín lại để làm sao để cho cái hương sen nó sẽ ủ trong trà, nó quyện vào trà, sẽ tạo nên một cái vị riêng đặc trưng của cái sen trà của Việt Nam mình. Đấy. Thời gian ủ thì sẽ trong bao lâu hả anh? Thời gian ủ thì nếu dưới đầm chúng ta sẽ phải dưỡng 48 giờ. Nhưng đối với chúng ta cắt lên như này và chúng ta sẽ đưa cắm ở trên xô nước thật sạch. Đấy. Và thời gian nó sẽ ngắn hơn, nó rút ngắn thời gian lại còn 18 giờ đến 22 giờ. 18 đến 24 giờ là khoảng trong một ngày thì mình sẽ sử dụng được. Xong chúng ta sẽ sử dụng cái này sẽ cấp đông vào tủ đá thì dùng dần. Thì cái thời hạn nó có thể là rất là lâu. Đấy, ngoài cái cuốn xong thì chúng ta có thể là dùng dây lịt cái này giữ ra để cho ôm cái hương vào trong này. Em bỏ khối lượng như này là vừa chứ ạ? Đúng rồi, khối lượng thì nó sẽ có một cái cốc này. Cái chén này nó đong đủ 16 gram. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ bọc cái lá vào. Đấy rồi, em cuốn chặt vào. Đấy. Đẩy cao lên, đẩy cao bông hoa lên. Đấy, đấy rồi, cuốn lại. Rồi. Đấy. Gập đầu nó lại. À, cái cách thức mà để làm nên trà sen thì em thấy là nó cũng đơn giản, quan trọng là từ cái nguyên liệu của mình. Giờ cách làm thì nó rất đơn giản, nhưng quan trọng là thời điểm hái hoa và cái thời khắc để mình thu hái được bông hoa này. Thời điểm nào hái hoa thì nó sẽ đẹp nhất ạ? Dòng sen này thì mình phải hái thời điểm là từ 4 rưỡi sáng và kéo dài đến khi bắt đầu ánh sáng bình đầu tiên hé lên là ta dừng. Vâng, tại sao nó lại phải là thời điểm đó hả anh? Tại vì thời gian đó là khi cái ánh sáng nó chưa có, và thứ hai là cái ánh sáng để tạo lên cái nhiệt, để tạo cho cái hương sen nó bốc lên ấy, vâng, nó chưa bị bay hơi. Vâng ạ. Thì chúng ta mới giữ trọn vẹn cái hương của sen giữ lại mang về. Vâng. Còn khi ánh sáng lên rồi thì cái hương nó sẽ bị bay ra mất. Vâng ạ. À, thưa quý vị, thực sự là khi mà Thanh Huyền đang ngồi ở bên bàn với rất nhiều bông hoa như thế này thì cái mùi thơm của nó thực sự là ấn tượng, rất là dịu nhẹ nhưng mà cũng rất là đậm vị sen anh ạ. Thế thì đây là một trong cái dòng sen mà vẫn chưa có giống sen nào thay thế được để làm trà. Dạ vâng. Nó vẫn là dòng sen số 1. Ngoài cái sen hồng này ra thì chúng ta có một cái dòng sen khác, đó là sen giống sen cổ của Huế, cánh đơn. Thì cái mùi nó dịu nhẹ hơn một chút, nhưng mà với mình thì mình vẫn mong muốn rằng sen hồng Hồ Tây này phát triển thương hiệu trà Việt Nam mình. Vâng. Đây là mình vẫn sử dụng là sen Hồ Tây thì vẫn là cái giống sen mà phát triển trà thơm nhất đúng không ạ? Và đạt tới hiệu quả cao. Vâng. Thế thì những cái giống sen mà mình lai tạo hoặc là những cái giống sen mình du nhập từ nước ngoài về anh thì nó có sử dụng làm trà được không ạ? Những giống sen, đa phần những giống sen từ nước ngoài mình du nhập về đa phần là để khai thác hoa và khai thác lấy củ. Vâng. Để làm sản phẩm trong thực phẩm. Và lấy ngó để sản xuất trong thực phẩm là chính. Vâng. Chứ còn để sản xuất trà thì đa phần chúng ta sử dụng cái thuần trong nước. Vâng. Để tạo ra. Vẫn là sen Hồ Tây Việt Nam vẫn sen là tuyệt vời nhất. Và đúng không sen Huế hai dòng. Anh Hiệp ơi, anh có thể giải thích cho khán giả kỹ hơn một chút về cái yếu tố trà được sử dụng ở trong trà sen này được không ạ? Thực ra là đối với bông trà sen này, cái cách làm thì rất đơn giản, rất dễ, ai cũng có thể làm được. Nhưng cái điều cốt lõi của trà để tạo ra hương vị riêng, đặc trưng riêng ấy, nó là cái sản phẩm trà. Đấy, từ cái sản phẩm trà này buộc nó phải là sản phẩm trà sạch. Đấy, và khi trà sạch này nó phải là không được tẩm ướp mà cũng không được xử lý bất cứ một loại vị hương gì khác vào. Và nó nguyên bản nó là phải là trà mộc. Từ trà mộc sấy khô thì xong rồi ta sẽ ướp vào đây thì nó ôm trọn bộ cái vị và cái hương sắc của trà. Của cái sen nó hòa quyện hai cái dòng trà và cái vị trà và cái hương sen nó mới quyện được vào với nhau. Yeah. Nếu mà mình mà sử dụng cái trà mà người ta đã làm đánh mốc rồi hoặc là vào hương rồi thì nó sẽ không ôm được cái vị của hương sen trong trà. Anh ơi, ngày hôm nay khi mà được đến đây và được anh cho thử làm trà sen ấy thì em cảm thấy rất là thú vị. Vậy thì nếu như mà những người khách khác đến ấy thì mọi người có được trải nghiệm công đoạn này không anh? Ở đây thì với trung tâm mình thì nó là vừa là nghiên cứu vừa là thực nghiệm, cho nên là mọi người đến đây ngoài khách du lịch ra thì có những cái đơn vị khác người ta đến đây đều được anh em hướng dẫn và được thực nghiệm để trải nghiệm vào cái mô hình cũng như là tìm hiểu mô hình để phát triển kinh tế ở địa phương. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà tới đây thì Thanh Huyền cảm thấy rất là thú vị khi mà lần đầu tiên tôi được tự tay làm nên một búp trà sen. Và bất cứ một du khách nào tới đây thì bên cạnh việc chụp với hồ sen hoàn toàn có thể liên hệ với anh Hiệp trước để có thể trải nghiệm hoạt động làm trà sen này. Rất cảm ơn anh Hiệp ngày hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ với em cũng như là khán giả của Hà Nội Review ạ. Cảm ơn Thanh Huyền cũng như cảm ơn tất cả khán giả cùng mọi người đang theo dõi cũng như là kính mong mọi người đến trung tâm thử nghiệm nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây sen để trải nghiệm và sẽ biết thêm nhiều giống sen hơn nữa đang hiện tại có mặt ở tại Việt Nam. Xin cảm ơn.
Thưa quý vị, hiện tại thì Thanh Huyền đang có mặt tại một trong những đầm sen tại trung tâm này. Và theo như Hà Nội Review quan sát thì tại đây đang có khoảng 2 đến 3 đầm là có thể chụp hình đẹp được. Tôi thì đang đứng ở trong một đầm sen hồng đang đúng cái dịp mà nở rộ đẹp nhất. Nên là chưa cần phải lên hình đâu mà chỉ cần nhìn vào mắt thường thôi đã thấy là cực kỳ đẹp, cực kỳ thích mắt rồi. Ở đây thì là khu vực ngoại thành, di chuyển cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Và tuy là di chuyển hơi xa một chút nhưng mà cũng chính vì cái lợi thế này nên đây là một không gian rất là thoáng. Quý vị đến đây không chỉ là chụp ảnh với hoa mà còn là để thưởng ngoạn hay là thư giãn nghỉ ngơi vào cuối tuần nữa thì cũng rất là phù hợp. Giá vé vào cửa ở đây thì sẽ là 50.000 đồng. Thực ra là ở đây tôi thấy sẽ không có quá mạnh phát triển về dịch vụ đâu, bởi đây là một trung tâm nghiên cứu và phát triển sen mà. Nên đây là một cái giá vé hỗ trợ để cho mọi người có thể tới đây tham quan và chụp hình thôi. Và cũng không đánh mạnh về dịch vụ đâu, khi mà ở đây sẽ không có sẵn những dịch vụ như là make up hay là thuê trang phục hay là thợ ảnh đâu. Nên là quý vị muốn đến đây chụp hình thì sẽ cần phải chuẩn bị những yếu tố đó trước. Tất nhiên là ở đây cũng sẽ có những cái điểm nổi bật nhất định để thu hút mọi người đến với nó. Đó là ở đây thì bên cạnh giống sen truyền thống của Việt Nam thì còn có rất nhiều những giống sen được du nhập từ nước ngoài về, cũng như là những giống sen được anh Hiệp tự lai tạo nữa. Bởi vậy mà sự đa dạng và độc đáo khi mà lên các tấm hình sen ở đây thì sẽ là một điểm cộng rất là nổi trội ở khu vực này. Hà Nội Review nhìn chung thì đánh giá rằng đây là một địa điểm phù hợp với hầu hết mọi người, từ phái đẹp yêu thích thưởng lãm và chụp ảnh đến các nhiếp ảnh gia yêu thích vẻ đẹp của hoa sen. Ngoài ra thì như quý vị cũng đã thấy, trung tâm còn có các dịch vụ như là làm trà hay là thưởng trà nữa. Bởi vậy đây cũng là một địa điểm lý tưởng dành cho các gia đình hoặc là nhóm bạn tìm đến trong một ngày cuối tuần. Và thật là tuyệt vời khi mà vừa được đắm chìm trong không gian thơ mộng của hoa sen, lại vừa được thảnh thơi thưởng trà trò chuyện tâm sự cùng với nhau, đúng không ạ? Và với tất cả những tiêu chí vừa rồi, Hà Nội Review sẽ dành cho điểm chụp hoa sen này với mức điểm là 3,5 sao. Thưa quý vị, như đã giới thiệu với quý vị từ đầu số, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá hai đầm sen, một đầm sen ở ngoại thành và một đầm sen ở nội thành. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng Hà Nội Review di chuyển để xem là tại nội thành thì đâu sẽ là đầm sen lên hình đẹp nhất nhé. Nói đến sen Hà Nội thì người ta sẽ nhắc ngay đến sen Hồ Tây, bởi không có nào trồng được thứ sen đẹp, nhiều cánh, lâu phai và hương thơm lại giữ lâu được đến như vậy. Sen Hồ Tây thì sẽ có màu hồng phớt, khi nở sẽ thấy bên trong có nhiều tầng cánh hoa, hạt sen nhỏ và mẩy. Mùi hương của sen Hồ Tây thì nồng nàn hơn hẳn các loại sen khác. Và đặc biệt là sen Hồ Tây quý bởi vì có rất nhiều hạt gạo, thứ duy nhất ở trong bông sen dùng để ướp trà, làm nên loại trà sen thanh cao của người Hà Thành. Đầm sen Hồ Tây này thì nằm ngay gần công viên nước Hồ Tây, đường đi rất là dễ tìm thôi. Quý vị có thể đi theo lối Đê Yên Phụ Nhật Tân hoặc là chợ Bưởi Lạc Long Quân đến với công viên nước Hồ Tây rồi hỏi đường ra đầm sen. Ngày hôm nay thì tới với khu vực đầm sen này thì theo nhà Hà Nội Review quan sát thì có khoảng tầm 2 đến 3 đầm nhỏ là có cái lượng nở hoa rất là đẹp như đầm mà Thanh Huyền đang đứng đây. Còn một số những đầm hoa khác thì năm nay mất mùa, không có hoa và cái độ nở cũng không đẹp. Hiện tại thì Thanh Huyền cũng đang có mặt tại đầm hoa được coi là rộng nhất và lâu đời nhất. Ngay bây giờ thì hãy cùng vào phía trong xem là dịch vụ chụp ảnh ở đây thì có gì đặc biệt nhé. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là trong không gian của một đầm sen thôi mà đã có khá là nhiều các trang phục khác nhau rồi, rất là đa dạng từ truyền thống cho đến hiện đại, đa dạng các màu sắc áo dài khác nhau và cũng sẽ có áo yếm nữa, thì đều phù hợp với cái phong cảnh mà chúng ta sẽ chụp với cả đầm sen. Và Hà Nội Review đánh giá rằng khu vực chụp ảnh sen Hồ Tây này làm dịch vụ khá là tốt, bởi vì bên cạnh sự đa dạng về trang phục thì ở đây còn có những gói chụp ảnh trọn gói bao gồm cả là make up này, làm tóc này, cũng như là thợ chụp hình nữa. Về chi phí thì ở đây sẽ có chi phí người vào là 50.000 đồng. Còn về chi phí các gói dịch vụ khác ấy, thì sẽ dao động từ 300 đến 500.000. Và cũng sẽ có những bộ ảnh được đầu tư từ 1 đến 2 triệu đồng nữa. Thưa quý vị, khi mà quý vị muốn đi chụp sen Hồ Tây thì có một kinh nghiệm, đó là quý vị hãy đi dạo một vòng quanh khu vực này để xem đâu sẽ là đầm sen mà ưng ý mình nhất, sau đó thì sẽ ghé vào chụp. Và Review đánh giá rằng hiện tại ở đây đang là một trong những cái đầm sen đẹp nhất năm nay ở trên khu vực Hồ Tây, bởi vì có rất là nhiều hoa nở
đều và đẹp. Và cũng sẽ có hai màu sen đan xen nhau như Thanh Huyền đang cầm là sen trắng và sen hồng. Đây là một điểm khá là thú vị bởi vì là quý vị sẽ không cần phải đi quá xa hoặc là di chuyển giữa các đầm, vẫn hoàn toàn có thể có ảnh chụp với cả hai màu sen này. Và một điều mà làm tôi ấn tượng nữa với đầm sen này đó là đường đi. Bởi vì bình thường nếu như mà ở các đầm sen khác ấy, thì sẽ xây dựng đường đi bằng tre nứa và đặt nó ở khá là sát với cả mặt nước. Bởi vậy mà cái cảm giác đi sẽ hơi trông chênh và có khả năng là mình sẽ bị ngã nữa. Còn ở đây thì xây dựng những cái đường đi rất là chắc chắn, đảm bảo cho khách di chuyển thuận tiện đến nơi chụp. Thêm một điểm cộng nữa cho địa điểm chụp này đó là ở đây thì cũng có đề co thêm các chòi này, hoặc là khu vực bàn trà sen như Thanh Huyền đang ngồi ở đây, thêm một số đạo cụ như là ô hay là gầu múc nước để tăng thêm những cái chất liệu cho khách khi mà đến đây chụp hình nữa. Thưa quý vị, chắc chắn là với một địa điểm mà nhiều sen nở đẹp như thế này và nhiều bối cảnh chụp đẹp như thế này nữa thì sẽ có rất là nhiều người đến đây để chụp hình. Và ngày hôm nay khi mà tới đây thì Hạt Review cũng đã gặp một số những vị khách tới đây để chụp hình. Em là chị ạ, ngày hôm nay thì em đã thấy chị chuẩn bị bộ trang phục và một cái vấn rất là đẹp và rất là phù hợp với cả chụp sen rồi. Tại sao mình lại lựa chọn địa điểm này hả chị? Nói chung là chị cũng ấp ủ để được chụp sen rất lâu nay rồi, nhưng đến bây giờ chị mới có thời gian để đi. Nói chung là chị cũng đi xem những hồ sen thì chị thấy ở đây gọi là cảnh đẹp, hồ sen các thứ hoa thì cũng rất là đẹp, nên chị lựa chọn ở đây thôi. Vậy thì khi mà mình sử dụng các dịch vụ ở đây thì chị thấy như thế nào về từ giá tiền đến cái cách mà họ lên đồ hoặc là make up cho mình? Đồ thì cũng chuẩn bị đẹp, nhiệt tình, các bạn đi chụp thì cũng rất nhiệt tình và bạn là trang điểm cũng thế. Chị thấy cũng đẹp. Ngày hôm nay thì cho em hỏi là chi phí chị bỏ ra cho bộ ảnh này là bao nhiêu và chị có cảm thấy nó xứng đáng với những bức hình mà mình có? Chi phí hôm nay là 1,2 triệu thì chị thấy cũng rất xứng đáng với cái gói chụp ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà mùa sen nở đẹp là thời điểm mà các quý cô quý bà xúng xính váy áo để đi chụp hình. Ngoài ra thì cũng sẽ có những trợ lý cực kỳ đặc biệt đi cùng, và ở đây thì cũng có cung cấp dịch vụ đó là gói trà và sau đó thì sẽ mang sản phẩm của mình về. Vậy thì ngày hôm nay khi mà thưởng thức trà sen thì chú thấy thế nào ạ? Tôi thấy rất ngon, hương vị sen và chính là hương vị của Việt Nam. Nên là cái thời gian chờ thì cảm giác nó cũng đỡ lâu hơn đúng không ạ? Cũng không lâu lắm, chụp được một ảnh đẹp thì thời gian đấy là quá đáng. Dạ vâng ạ. Thế thì ngày hôm nay cô đã chụp được nhiều hình đẹp chưa ạ cô? Cô thì chụp được rất là nhiều ảnh đẹp rồi. Đấy là những cái sở thích của người Hà Nội khi mỗi mùa hoa sen về. Đấy, cô thấy sen ở Hồ Tây bao giờ nó cũng mang tính chất coi như là nó đi vào huyền thoại rồi. Sen năm nay nở hoa rất to và đẹp và tỏa ngát mùi hương. Thì cô thấy tất nhiên là mỗi một đầm sen nó có mang một phong cách riêng. Nhưng mà riêng sen Hà Nội thì là nó bao quanh tất cả bốn bề là Hồ Tây và xung quanh những đường con phố rất là đẹp. Cô thì rất tự hào mình là người được sống ở trong Hà Nội. Mỗi mùa hoa sen đến thì là có thu hút rất là nhiều khách của quốc tế và khách trong nước đến chụp sen Hồ Tây. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà tới với đầm sen Hồ Tây thì Review cũng sẽ có một vài những chia sẻ tổng quan như sau. Thứ nhất đó là về chất lượng sen thì sen Hồ Tây vốn đã rất là nổi tiếng rồi và mang một vẻ đẹp đặc trưng mà hiếm sen nơi nào có được. Bởi vì sen Hồ Tây khi nở thì cánh sẽ bung rất là to. Cánh sen tuy là mỏng nhưng mà có nhiều lớp xếp tầng lên nhau. Về phần lá sen thì lá sen to, xanh và dày. Một ưu điểm nữa đó là ở trên Hồ Tây sẽ có rất là nhiều đầm sen để quý vị có thể lựa chọn. Tuy là nằm trong khu vực nội thành nhưng mà các đầm sen ở Hồ Tây thì có một cái không gian cực kỳ thoáng. Ở đây thì cũng làm dịch vụ khá là tốt khi mà đầy đủ các dịch vụ cần thiết cho một bộ ảnh. Và với giá cả thì cũng khá là phải chăng. Riêng với chụp ảnh và đặc biệt là trong một cái không gian mà chụp ảnh ngoài trời như thế này nữa thì Hạt Review có lời khuyên đó là quý vị nên chọn thời điểm đẹp nhất đó là vào sáng sớm. Bởi vì khi này thì những đoá hoa sen còn ẩn hiện lấp ló giữa những tán cây xanh này và một chút sương sớm mờ ảo cùng với ánh bình minh dịu nhẹ thì sẽ mang đến một cái cảm giác thư thái hiếm có cũng như là tạo nên thần thái tốt hơn cho những bức hình. Với tất cả những tiêu chí vừa rồi, Hà Nội Review sẽ dành cho đầm sen ở Hồ Tây này với mức điểm là 3,5 sao. Như vậy là trong số lần này, Hà Review đã giới thiệu tới quý vị hai địa điểm có thể xem là thiên đường của các loài sen và của các chị em phái đẹp. Nơi mà khi đến thì quý vị dường như là đều có cho mình những tấm hình cực kỳ đẹp mang về cùng với những phút giây thư giãn và yên bình. Thưa quý vị, có thể nói là giữa cái nắng oi ả của mùa hè, sự xuất hiện của những bông sen mang vẻ đẹp thanh tao và tinh khiết chính là món quà của thiên nhiên, làm dịu bớt cái chói chang của mùa hạ. Và Hà Nội của chúng ta thì xưa nay vẫn vậy, đẹp dịu dàng qua 12 mùa hoa. Nhờ thế mà mỗi một mùa hoa Hà Nội lại mang trong mình một vẻ đẹp riêng, giúp thủ đô trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách và bất cứ một thời điểm nào trong năm.
Và mùa sen nở thế này thì quý vị khán giả đừng quên rủ bạn bè và người thân trong gia đình của mình đến các địa điểm mà chúng tôi đã giới thiệu trong số phát sóng lần này để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của một mùa hoa sen đang khoe sắc nhé. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay xin phép được khép lại và sẽ còn rất nhiều những điều thú vị và bất ngờ đang chờ đón quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo. Vì vậy quý vị đừng quên theo dõi Hà Nội Review trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn, ứng dụng Hà Nội On cùng với đó là các nền tảng số khác của đài như YouTube, Facebook và TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.